Cố lên nào. Như vậy là một pha sâu kim trong một nốt nhạc của anh Thi. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này, cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bự. Suốt chai bóng mê say mama bay lại đây đỡ ngay. Hiện tại mình đang ở chương trình tuyển chọn đội bóng của siêu phàm tại thành phố Hải Phòng. Rất nhiều bạn trẻ đang thi vòng sơ loại phía bên kia. Lát nữa sẽ thi vòng chính thức bên này. Hãy cùng chờ xem các bạn nhỏ sẽ thi tài như thế nào nha. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như cú sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mềm, hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng quân ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến công vang dội. Ngày mai cùng quân ta ghi bàn vì quân luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta quân nào? Tung bay lên nữa đi cho bao nhiêu đam mê có cùng. Rồi, anh biết luật chưa hả? Anh chưa biết luật. À. Luật chơi đơn giản. Bỏ tay đi. Cái này chúng ta chơi như này, em chơi sao? Chúng ta sẽ có 90 giây để thi đấu. Nếu mà ai thì sỏ háng thì thua luôn. Còn nếu mà không thì tính số. Và không chơi tay chân nhau. Rồi, ok. Chuyên gia tay chân phải không? Ok. Sỏ háng đúng không anh? Giang tay ra. Tay chân chậm. Sỏ háng, ok. Rồi, đấy nội dung chơi nó sẽ nặng như thế nhá. 3, 2, 1, 3. Cố lên. Thầy ơi, cố lên. Nhà mình còn gì đâu, có mỗi con quay tàu. Nào. Anh cũng chơi TikTok nhá. Cố lên nào. Như vậy là một pha sâu kim trong một nốt nhạc của anh Thi. Tung bay lên nữa đi. Lát nữa có thi đấu bóng đá ở đây thì tất cả mọi người sẽ thi đấu với nhau và anh hy vọng là tất cả mọi người sẽ làm những cái skill này trong trận thi đấu. Thì động tác thứ nhất, động tác step over, một máy cơ bản mà Ronaldo rất hay xài. Đảo chân lách. Đầu tiên là vòng máu ngoài để xem đối thủ nó có dồn trọng tâm về một hướng hay không. Thì khi mà trọng tâm đối thủ dồn về hướng này, mình đi hướng ngược lại. Ok, ai tự tin làm được động tác step over không? 3, 2, 1. Ok, rất hay. 3, 2, 1, action. 1. Ok, đúng rồi đó. Rồi, thành công. Một động tác khác này cũng là step over. Nhưng mà step over inside. Hồi nãy là dòng ở ngoài. Thì giờ là dòng ở trong. Động tác này cũng giống như nhá sút vậy. Mình giả bộ mình sút bên đây, xong mình vòng qua. Hậu vệ nó bị đánh lạc hướng này, mình đánh hướng ngược lại. Ai làm thử đâu? 3, 2, 1, action. Yeah, đúng rồi đó. 3, 2, 1. Yeah, rất hay. Yeah, rồi ok, hy vọng là tất cả mọi người ở đây sẽ thực hiện động tác step over trong trận đấu để cho mọi người cùng xem. Cố gắng nha, tập tay đó nha. Yeah. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được 10 bạn nhỏ xuất sắc nhất tại Hải Phòng lúc này để bước vào vòng chung kết. Và chúng ta sẽ có một trận đấu. Sẵn sàng chưa các bạn? Chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng ta ghi bàn để khiến
Kết thúc sự kiện tuyển chọn đội bóng Quân Siêu Phàm tại thành phố Hải Phòng. Các bạn thấy hay thì nhớ like và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Xin chào, hẹn gặp lại. À, ngày 30 và 31 tháng 1 năm 2021 sẽ diễn ra sự kiện bóng đá của Quân tại thành phố Hà Nội, bao gồm là giải Tết Freestyle Football và giải Cúp Quân Siêu Phàm. Thì địa điểm và thời gian cụ thể mình sẽ để dưới phần mô tả, mọi người có thể kéo xuống để xem nhé. Hẹn gặp anh em tại thành phố Hà Nội.